Bạch Thiên Hương. Nhị sư ca, sư phụ đã đuổi nhị ca rời khỏi sư môn. Có lẽ mình chỉ gặp nhau lần này là lần cuối. Rồi nhị sư ca định về đâu? Về đâu? Chưa biết sẽ về đâu. Khi dân xa mùi rồi, nhị ca có còn nhớ đến mùi nữa hay không? Nhiều.
ra bị mù. Chính đại sư Kara ra tay tàn nhẫn, không nghĩ chút tình sư môn. Trời ơi, đại sư gia, xưa nay quá nhẫn tâm. Mùi tại gì? Tại vì đại sư ca đã từ lâu anh ấy cũng thầm yêu sư mùi. Và tình yêu ấy đã biến thành thù hận nung nấu mãi trong đời bớt đắng cay. Vậy ra thời mới xa xưa, giờ đây xin trả lại cho đời. Lời anh nói em không thể nào hiểu được. Tại sao tại vì người ta không muốn nghĩ ca cùng mặt trên trái đất này. Tại vì người ta sợ nghĩ ca ra tay chiếm đoạt. Trời ơi, vậy thì ta chết đi mà không hận thù, không xót xa lòng, không dính bận chuyện thần ai. Không, nghĩ ca anh phải sống hết rồi sư môi ơi. Đổ nát hết rồi. Còn nhiều, nhiều lắm. Còn kỷ niệm, còn tình yêu. Và nước mắt nghĩ ca. Thôi hãy nín đi em đừng khóc tiếng đưa, khiến kẻ ra đi thêm ngậm ngùi thương. Đường mây vẫn rộng lối chim bay, giang hồ chưa dứt nở mà sao tình vội chấp cánh theo mây theo gió cuộn lên trời. Thôi đừng khóc nữa em ơi, mùa xuân đã ngủ yên rồi. Xin trả cho em những gì trong kỷ niệm nhị ca, chỉ còn lại trắng đôi tay. Trời ơi, lời nỗi buồn khi tâm nhẹ mà đau, khi đêm nghe như cả thiên đường đang sụp đổ. Thiên đường xưa người ta đã đang tâm quỷ quái, thì còn ngươi tiếc làm chi cho thêm khổ thêm sầu. Tạ từ xin em hãy cố mà quên. Không, tiểu mũi không thể nào quên được gì cả, cũng như nỗi sầu thương nhớ. Đây em còn tay đời đời không quên được, bao tình của ngày xưa vội bỏ nhau rồi. Bye.
mọi sự sẽ không có gì thay đổi. Trời ơi, phải chi người ta đem nhị ca rap mà chiến thì chắc có lẽ nhị ca sẽ đau khổ nhiều hơn. Nhưng mà tôi, dù gì nhị ca vẫn cảm ơn em, và bằng bất cứ giá nào nhị ca sống người ơi sống để ngậm đắng nuốt cay cho hồn mình quên lãng, cho năm tháng vui chơi một mối tình sâu. Rồi đây trời đất sẽ tan hoang, ngày không ánh sáng và đêm sẽ dài vô